Hello mọi người, chào tất cả mọi người đến với lại YouTube của Bằng. Thì ngày hôm nay Bằng sẽ trả lời cái trend đang hot trên Instagram đó mọi người, đó là chọn 1 hoặc 2 đó. Giống như bên đây nè, thì hôm bữa Bằng đã đăng một cái dòng story này rồi. Và bây giờ Bằng sẽ trả lời nha. Nhưng mà bữa nay để bớt cô đơn một mình, Bằng sẽ trả lời chung với thế là gì nữa. Cái này nhớ đâu có bàn trước cái vụ này nữa ta. Không có bàn cái vụ mà mình diễn dài chân vậy á. Dạ thế hồi nãy là mình kêu là đi vô là mình mới bàn chào thôi, không cần mà giả. Nhưng mà chờ lỡ rồi. Thôi mà mới đi vô câu hỏi đi. Và câu hỏi đầu tiên, chị Trúc hay thức ăn? Mọi người biết tôi chọn cái gì rồi chứ gì? Một người như tôi vậy đó thì đương nhiên là tôi chọn thức ăn rồi. Chọn đồ ăn lắm, tầm này nọ luôn. Là nghe giọng bằng bình an vô sự khi trở về. Không biết tại sao mọi người, tại vì chọn đồ ăn, ăn rồi có sức lại cho bạn Chúc. À, nó ăn luôn Chúc. Thôi, mình sẽ qua câu hỏi thứ hai nha. Câu hỏi thứ hai là YouTube or TikTok? Đương nhiên là TikTok rồi. Mặc dù tôi đang clip ở trên YouTube. Chết chưa. Mày YouTube sẽ không xóa clip này của tôi đâu. Mình sẽ qua clip thứ 3. TikTok or Instagram? Đương nhiên là TikTok rồi. Mặc dù câu hỏi tôi đang ở trên Instagram. Lão nữa. Rồi tiếp đi. Câu hỏi thứ 4. Sô cô la or vani? Đây câu hỏi này tôi sẽ trả lời. Ba tôi chuẩn bị giống nhau rồi nè. 1, 2, 3. Sô cô la. Đó bởi vậy. Ngon như mát cha nè. Sô cô la nè, sô cô la. Em ngon như sô cô la, sô cô la. Thôi giờ mình qua câu hỏi thứ tư nè. Lẩu o nướng. 1, 2, 3 trả lời nha. 1, 2, 3. Lẩu. Ôi trời, bắt tay mình đâu có bàn trước cái vụ này. Mình đâu có bàn trước nha mọi người. Rồi câu hỏi tiếp theo, Win Team o Trúc. Win Team nha mọi người. Mình chọn Win Team. Tại vì sao? Trong Win Team có Trúc. Trời. Quen gì mà mất cười quá. Thôi. Lương của bạn mình nắm như nè. Không hề lương nha. Nhưng mà đó là sợt má. Câu hỏi tiếp theo, Vũng Tàu hay Đà Lạt? Nói gì? Có người đi cổ không quay tao liếc nè. 2, 3 nha. 2, 3, Đà Lạt. Trời ơi, không có ai. Không có ai sai chứ. Tại sao chúng ta lại hợp nhau như vậy? Tại vì chỗ Đà Lạt rất là... chúng ta cũng gặp nhau. Nhớ lại á mọi người, biết tại sao chỗ Đà Lạt không? Đà Lạt rất là lạnh. Mặc dù quê giàu Vũng Tàu thiệt, đi Vũng Tàu cũng nhiều, nhưng mà đi Vũng Tàu nè, hậu quả là đi Vũng Tàu đen. Có bịch ở đây. Có bịch đồ, bịch của trang, bịch trang. Lấy quần đồ. Ủa, bịch quá trời bịch rồi đó. Bịch mà đi xuyên tới Vũng Tàu không ai nhận ra luôn đó. Không biết nữa, bởi vì chuyện thích Đà Lạt hơn. Ok, câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi tiếp theo. Tiền hay Chúc? Vô. Mình chọn bạn Chúc. Tại vì sao? Mình với bạn Chúc sẽ là giá tiền. Cái này gọi là cái độ lươn đó mọi người. Câu hỏi tiếp theo nè. Giàu hay nghèo? Đương nhiên là giàu rồi. Chọn tôi. Không, chọn giàu có, chọn giàu có. Giàu có là nhiều tiền á,
nhiêu tiền để có tiền xài chi chạy cuộc sống á mọi người. Đó. Bạn Am Chi 08 đồ đồ à. Không. Rồi, thôi giờ qua tiếp theo nè. Tiền hay đồ ăn? Này mình trả lời chung được nè mọi người. Bắt đầu nha. 1 2 3 tiền. Tại vì sao? Tại vì có tiền chúng ta mới mua được quà. Cái tôi đúng rồi, có tiền mua gì chả được. Có tiền cái tự nhiên no hả? Đúng rồi. Câu hỏi quá đơn giản. Chúng ta sẽ làm câu tiếp theo nào. Ủa cái này hồi nãy trả lời rồi. Một là yêu chị Trúc, hai là lớp chị Trúc. Câu hỏi này, câu hỏi này anh đặt cách nha mọi người, anh chọn cả hai. Tại vì nó không có khác nhau gì hết trơn. Không hề khác nhau nha. Chị dính cái lớp gì cả? Lớp nhờn. Ê, mặt không hề nhờn nha. Mặt rất là căng mình nha. Như cái khúc này là nếu như anh có bố quần cỏ nè. Đó, mặt rất là mịn màng nha. Anh Tài hay anh Văn? Anh chào anh Dầu nha. Wait a minute. Cậu tôi hiền rồi. Chớ rồi là đời, người ta khó chọn Tài nhưng mà chọn Tài. Ờ, ưu tiên cái này rồi. Tài dịch nhăn với là chọn. Tài ít. Mày được chọn ra, mày còn được chọn cơm cho. Qua câu tiếp theo. Qua luôn rồi, nó hơi thở rồi. Bình yên nha Thị Phi. Câu này hơi lệch nhiệm nha. Đọc lộn rồi, đọc lại nè. Thị Phi hay Bình Yên? Mình chọn Thị Phi nha mọi người. Đi đường thẳng không phải biết sao không? Bây giờ Thị Phi dễ nổi tiếng lắm mọi người thấy không, ai mà nổi tiếng với Thị Phi xong rồi cái tự nhiên cái được nổi tiếng rồi đó. xuống không tẩy luôn rớt bung tự nhiên ngốc cái đầu luôn rồi. Cách nổi tiếng nhanh nhất đó là Thị Phi rồi, nhưng mà mình thích Bình Yên nhưng mà mình thì ra là mình muốn nổi tiếng thôi nhưng mà mình không muốn Thị Phi nha mọi người. Nổi tiếng không đi ra ngoài múa tụt áo tụt chị ra nhảy liền là Thị Phi lớn liền. Lộ Linh, đúng rồi, lộ lít. Thị Phi bằng cách lộ lít. Ok mọi người chuẩn bị nhờ đội lên 5 phút của bạn Phạm Thế Bằng. Lộ lít đại lên 5 phút nhanh quá, lên 1 tiếng nha mọi người. Thôi, mình bỏ qua câu này đi. Mày ghê quá mẹ, mày ghê quá. Chung số hay chung tụ? Nè, cái này ba đứa mình chọn chung được luôn nè. Một. Chưa hiểu chung đề bài. Chung số hay chung tụ? Chúng tụ có nghĩa là chúng được chưa, mày đó nè. 1 2 3 chúng số. Tiền số thì hả, chúng ta sẽ có tiền. Tiền là tiên, là Phật, là nổi bật, là so, là thước đo lòng người, hỏi gì đó quên này. Mình sẽ qua câu tiếp theo. Ủa sao lắm hỏi gì vậy bạn? Ủa vậy là hết con lại 2 3 Ủa sao lắm hỏi vậy trời, hình như là hết câu hỏi rồi á. Tém về nè. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bằng nha. Cảm ơn mọi người. Thân ái và tạm biệt. Tạm biệt búp bê thân yêu. Tạm biệt Gomi xa nhé. Tạm biệt cậu chân xinh. Mấy em nhau lớp 1 rồi. Tắt đi mà. Chưa mọi người nhớ like, share, subscribe kênh nha. Bye bye.